Yeah, Andrew's in the house. Yeah, Jenfing.com, check it out, yo. Tối thứ sáu như một tuần sẽ cho club. Hey, nên tao nghĩ đêm nay sẽ làm gì khi vô club. Ngoài kia Cadillac Escalade đáp. Yeah, trong này tao fresh, tao clean như new scrub. Một số em bước lại, tới sớm món sẽ xâm lấp. Một em nói nhỏ đêm nay chúng mình fuck. Tao lắc và trả lời anh không chắc đâu. Không bao giờ em mới còn phò làm cho anh phải mắc câu. Andrew Vietnamese, she low key. Number one GVR, Jenfing community. Gió thổi tên tao bay từ bát xuống nam. Ok, em bị bay lại đây một giây. Cho anh xem hình dáng, thật sự anh là ngất ngây. Oh no, dáng em chạy nó nhảy lên nhảy xuống. Up and down, làm huyết đáp anh cũng phải lên phải xuống. Mofo, that bitch is heavy. Come on, baby. Áo em màu vàng, cho như Lamborghini. Quần cứ trắng huy nào. Anh đứng stay, take a mic, rap như Machiavelli. Yeah, come over here, cho anh check cái phao câu. Yeah, mình giàu câu, mang tiền phí. Yeah, cho anh sợ tí, có số đâu. Entry đêm nay trông thật là ballin. Em đưa anh số phone để khi giờ anh callin. 4-6-5-9-6-7-8-0. Yeah, anh cứ gọi nên muốn mình A-O. Điền play trên tay bọn em chỉ say O. Say you already know, let's go. Entry bây giờ chỉ có chơi với 9X. Tràn ngập trong club và rất dễ having sex. Em kia sách gas, anh chỉ biết nói damn. Yeah, get low so fine cho anh biết cái name. Xin lỗi nhìn em không kiểm soát được bàn tay. Trong đầu anh bây giờ thấy bóng bóng và làn mây. Ay bay bay, ta gọi anh là A to the N to the DR double E. Em thích gì, XO brandy hay là bubble tea? Yeah, đêm nay anh bao club em, anh sẽ xâm lớp. Club chỉ có anh và em thôi. Come và on, đô la từ tay anh dần rơi. Yeah, I make it rain, gọi anh là dân chơi. Yeah, player, yeah, player, babe. Yeah, Andrew's in the house, player, babe.